Ngân, cuộc gọi ngày hôm qua là như thế nào? Em đã quyết định hủy hôn. Mong anh tôn trọng quyết định của em. Anh cấm em nói hai cái từ hủy hôn đó. Chuyện này không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào? Đó là chuyện của gia đình em. Em sẽ tự cách giải quyết. Anh cảnh cáo em một lần nữa, nếu còn lặp lại chuyện này thì đừng có trách anh. Em không tiếp tục được như vậy nữa. Dù có thế nào em cũng sẽ hủy hôn. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Chị có sao không? Tôi không sao. Chuyện của tôi để tôi giải quyết. Giải quyết? Giải quyết bằng cách chịu đựng đó hả? Sao không biết tự thương mình chứ? Chịu đựng thì sao? Tôi không biết thương bản thân mình đi thì sao? Anh hài lòng chưa? Tại sao những lúc anh cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy? Anh mặc kệ tôi đi được không hả? Tại sao cứ biến tôi thành kẻ tội nghiệp trước mặt anh vậy? Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sao tôi mặc kệ được? Dù sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Người đang làm cái gì vậy? Tại sao anh dám ôm cô gái khác trước mặt người yêu của anh hả? Người yêu? Em có hiểu em đang nói gì không Vi? Làm sao? Chị ta đang ôm bạn trai của em ngoại đó.
cho không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Cho không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu giữ em, yeah. Cho không một ai không biết tình là những yêu mến, mà sao vẫn bất chấp để đến bên nhau, yeah. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Baby you are my, trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby you are my, yeah. Gom bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Rồi em đã tới như ánh dương phía chân trời, rồi sang con đường bên anh mà thôi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, gần mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Tại sao anh làm vậy? Không sao cả, mà anh nhắc cho em nhớ, em sẽ là người kế vị cái tập đoàn lớn mạnh này. Em không thể nào để một thằng đào mỏ như nó lợi dụng em được. Gom bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Anh đã quyết chọn em, thì dù em có vắng mặt, anh vẫn sẽ đưa ba mẹ anh qua nhà em làm lễ. Em và thằng nhóc đó có vấn đề gì hay không? Nói. Tay trong tay ta về lại đó yêu thương cùng nhau. Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Lúc trưa anh Hùng và ba mẹ của anh có xuống nhà, anh có nói chị bay qua xin để họp khẩn. Mọi việc đều suôn sẻ, chỉ là chị vắng mặt. Ngày đính hôn cũng đã định xong, còn một tuần nữa là tới. Nếu chị bận thì ở nhà để em và ba má lo hết cho. Không phải do em quyết định. Em thử nghĩ xem, nếu mà em hủy hôn với anh thì tương lai của thằng út nhà em nó sẽ như thế nào? Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Và chuyện đi du học của thằng em trai em chấm dứt. Thank you.
cậu không hiểu chuyện thì đừng có phán xét. Chính vì yêu tôi cho nên anh ấy mới ích kỷ, không muốn chia sẻ tôi với công việc, đúng không? Tôi nghĩ mình là một người đang rất hạnh phúc chứ. Chịu đựng thì sao? Tôi không biết thương bản thân mình thì sao? Anh hài lòng chưa? Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Sao mẹ không nhờ mấy cô y tá giúp đỡ? Ngồi hoài trên giường á, mệt quá. Mẹ ơi, mẹ tính xuống dưới vận động tay chân cho nó khỏe chút con. Không được, mẹ đi đâu cũng phải cầm theo cái cây dò đường, hoặc là nhờ mấy cô y tá giúp đỡ. Lỡ té như hôm bữa thì sao? Thôi được rồi, lần sau mẹ không có chủ quan nữa. Ủa, con, điện thoại con sao vậy? Mà người ta gọi không được đến nỗi mà người ta phải chạy tới đây vậy? Ủa, ai vậy? Thì con bé Vi đó. Con hẹn với nó đi ăn uống cái gì đó, rồi cuối cùng quên. Nó gọi điện thoại cho con không có được, cho nên nó chạy tới đây nó tìm con nè. Con biết không, nó ngồi đây nó chơi với mẹ, nó chờ con cả buổi vậy đó mà vẫn không thấy con về. Cho nên là nó về nhà rồi, nó vừa ra khỏi phòng thì con về tới đó. À, cũng giống như cái cô bữa hổm đó, cô ngồi cô chờ con hoài à, chờ hoài mà không thấy con về. Cái cô mà nhờ con sáng tác những bài hát đó, con nhớ không? Dạ, tại vì điện thoại của con cũ quá rồi cho nên hay hết pin lắm. Lần sau con ra đường thì con sẽ nhớ cầm theo cái đồ sạc dự phòng. Nếu có gì mẹ gọi con cũng dễ dàng hơn. Mẹ đâu có việc gì mà gọi con đâu. Con á, luôn luôn mang sạc dự phòng để điện thoại mình đầy pin, để có công việc gì người ta gọi tới mình đó là mình nhận việc liền nghe không con? Dạ, con hiểu rồi. Thank you.
Sao hôm qua em không nghe điện thoại của anh? Vì em không muốn gặp anh. Anh đã nhắn tin xin lỗi em rồi. Em còn muốn như nào nữa? Cuộc hôn nhân của chúng ta là do tất cả mọi người đều đồng ý. Không phải là chúng ta rất đẹp đôi hay sao? Em cũng thừa biết gia đình anh là như thế nào. Có rất nhiều cô gái muốn lấy anh. Còn em thì sao? Anh có thật sự hiểu em không? Có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Quen nhau từng mấy năm, anh có bao giờ biết em thích gì, em ghét gì, em cần gì? Hay chỉ cần em lâm rắp nghe lệnh của anh là được?
em đừng có theo kiểu phụ nữ chỉ để ý đến những chuyện vặt vãnh. Tuổi của anh không còn thích hợp cho những chuyện hẹn hò lãng mạn nữa rồi. Mà chỉ có yêu anh và lấy anh thì thằng Út Kiên nhà em mới có cơ hội đi du học. Và lấy anh sẽ đem lại được hạnh phúc cho em. Em vào phòng chị Ngân làm gì? Em đâu kệ em, anh hỏi làm gì? Em nên có thái độ tôn trọng đối với chị dâu của mình và tránh xa cái thằng nhạc sĩ đó ra. Đừng để chú phải lo. Chị dâu hả? Anh nên nói chị dâu của em tránh xa anh Tuấn ra, càng xa càng tốt. Còn chuyện của em với anh Tuấn á, cái đó em tự lo được. Chú chắc chắn là sẽ không để cho em quen nó đâu. Mà em còn cứng đầu ấy thì nó sẽ chỉ thiệt thân thôi. Anh nghĩ em thua hả? Còn lâu. Chị Ngân, tôi nói chuyện nãy giờ chắc chị nghe rồi đúng không? Là sao? Thì là tôi cảnh cáo chị, kể từ bây giờ nên tránh xa anh Tuấn ra. Chị với anh Tuấn cách nhau cũng 5 tuổi. Là 5 tuổi lần đó. Khoảng cách đó quá xa để ngộ nhận tình cảm. Chị hiểu không? Cách tốt nhất là em nên coi lại tình cảm của Tuấn dành cho em, chứ không phải đứng đây chất vấn chị và nói chuyện với chị kiểu đó. Bây giờ chị phải làm việc, mời em ra ngoài. Chị, tụi bạn của em á, khi nó biết tin em sắp đi du học, đứa nào cũng ngưỡng mộ và bất ngờ hết. Chị yên tâm, qua bên đó em hứa sẽ cố gắng học hành thật tốt. Và thời gian rảnh em sẽ đi làm, gửi ít tiền về cho ba má. Kiên à? Dạ. Em muốn đi du học vậy sao? Mà cũng phải, đâu đợi đến lúc em đi du học về làm gì. Chị chỉ cần lấy anh Hùng, rồi sau đó cuộc sống của ba má sẽ tốt hơn mà. Chị nghĩ là việc đi du học em phải suy nghĩ kỹ lại. Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng của mình nữa, chứ không phải là bỏ một đống tiền ra là mình có thể đi du học được. Chị sợ qua bên đó là em học không nổi á. Em hiểu không? Chị đừng lo, anh Hùng đã hứa với em. Hôm nay ảnh còn gọi điện hẹn em ra gặp mặt, rồi còn nói em khuyên chị nữa mà. Thì ảnh nói với em là chị giận ảnh, nhất quyết không muốn gặp mặt ảnh, rồi không muốn nói chuyện với ảnh, nên ảnh nhờ em khuyên chị là hãy bình tâm lại để lo cho đám hỏi sắp tới nữa đó. Đáng lý ra anh Hùng không nên kêu em khuyên chị, vì em chả hiểu gì về chị và anh Hùng đang như thế nào nhau. Chị nhất định phải lấy anh Hùng, chị không được chia tay anh Hùng. Bởi vì chỉ có như vậy em mới đi du học được thôi. Em ích kỷ đến vậy sao? Em chỉ biết nghĩ tới quyền lợi của mình thôi sao? Em muốn chị lấy ảnh, chị đổi lại cái tấm vé du học cho em thôi sao? Em có nghĩ tới cảm xúc của chị không?
em có bao giờ nghĩ là chị có thật sự hạnh phúc không? Chị của em đây, hôm nay em đánh lên tay lắm đó. Thôi, vô thay đồ rồi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn nha. Trời em nay đẹp quá. Có ý sao không? Hả? Chắc không một ai biết được tình đến ra sao. Vì khi đã lỡ fall in love with you, ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau. Yeah. Chắc không một ai không muốn tình yêu giữa em nhỉ? Chắc không một ai không biết tình là những yêu mến mà sao vẫn bất chấp để đến bên nhau. Yeah. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy, rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, ngày mai chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. Cause baby you are my,
trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau. Baby, you are my thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Cô chủ, chú cần dành cô mau về nhà đi. Từ nay trở về sau, cô không được phép đi đâu mà chưa có sự phép của chú. Không thích. Chị về thôi cô chủ. Ôi, bỏ ra, tôi tự về. Chị về. Bỏ ra, đau. Bỏ ra, tôi tự đi được. Kiếm cái này, mệt lắm rồi. Ba. Cái gì đó? Nè, có chuyện gì á, về nhà nói. Ba đang làm việc hay chưa? Đừng thấy ba cưng á, rồi làm càng đó. Con muốn thỏa thuận với ba ngay bây giờ. Chuyện gì? Con muốn ba để cho con tự do lựa chọn và quen bạn trai. Không có được. Con đang muốn nói cậu Tuấn nhạc sĩ đúng không? Ba không thích. Ba không biết thôi, anh Tuấn ảnh là người tốt đó ba. Nếu như mà ba để cho con tự do quen ảnh á, thì con sẽ nghe theo lời ba, con bỏ đi chơi luôn. Con sẽ đi du học nè, con sẽ kế nghiệp ba. Con gái của ba ngoan không ba? Được, nếu đã hứa thì phải ký kết hợp đồng rõ ràng. Cô qua phòng tôi đi, thảo cho tôi một hợp đồng. Cần phải nghiêm túc, đã giao kèo rồi á, phải ký kết hợp đồng nguyên tắc rõ ràng, nghe chưa? Dạ, nếu như ba muốn con ký thì con sẽ ký. Ai vô phòng mình vậy con? Dạ, không có gì hết. Tiếng của cái ghế á, lâu quá rồi, nó bị lỏng ốc. Con đi xin đổi hoài mà người ta không cho. Tại vì mình ở đây lâu quá cho nên lờn mặt đó con. Thôi, không có chuyện này đâu. Thì cứ ngủ tiếp đi. Nếu bác sĩ tới thì con kêu mẹ dậy.
Tôi xin lỗi, tôi làm phiền quá. Thôi tôi đi về đây. Đừng uống say như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Hôm qua tôi rất lo cho Ngân. Tôi biết rồi. Tôi về nha. Sao mày hay rồi? Sao con lại giống mẹ vậy? Dạ, làm sao con không hiểu. Cô gái đó tối hôm qua ngủ ở ghế này, có phải là cô Ngân không? Ủa, sao mày biết vậy? Mẹ chỉ thấy dáng và nghe mùi nước hoa con gái. Sao? Con với cô gái ấy làm sao vậy? Dạ, con với cậu không có gì hết. Cậu đã có người yêu rồi và cũng sắp đính hôn. Chỉ là tối hôm qua cậu say quá mà không biết tại sao tự nhiên xuất hiện ở bệnh viện. Khuya rồi con sợ nguy hiểm cho nên mới cho cậu vô đây nghỉ ngơi xíu. Vậy cũng được. Nhưng mà nè, người ta sắp có vị hôn phu rồi thì con phải giữ khoảng cách nhất định nghe con. Với lại á, đừng có để cho người ta hiểu lầm tình cảm của con. Con phải rõ ràng, nhớ nha con, nhớ lời mẹ dặn nha. Dạ con hiểu mà, con biết mình phải làm sao mà. Ngân, em đang làm cái trò quái gì vậy?